Điểm qua các trang báo sáng nay, thông tin về tình hình dịch COVID-19 vẫn là tâm điểm. Trước hết là thông tin về nữ công nhân Bắc Giang tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS vì nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ sau gần một tuần nhập viện điều trị COVID-19. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, nữ công nhân này 38 tuổi là bệnh nhân 4807, quê ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chị là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Ngày 18 tháng 5, nữ công nhân được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện mắc COVID-19. Ngày 19 tháng 5, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị và diễn tiến bệnh nặng rất nhanh. Sáng sớm qua ngày 24 tháng 5, trên đường chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị, thì chị tử vong. Báo Tuổi Trẻ cho biết, hiện các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn để làm rõ nguyên nhân nữ bệnh nhân 4807 tử vong. Báo Thanh Niên ghi nhận, sau khi hai chùm với 6 ca bệnh được ghi nhận tại khu chung cư Times City, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại tòa Park 11 khu chung cư này. Báo Thanh Niên cho biết hiện tại Times City đã có 2 ổ dịch, nhấn mạnh chùm ca bệnh tại tòa nhà Park 11 Times City rất phức tạp. Nguồn lây chưa xác định, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo, ngoài việc tiếp tục truy vết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cần tập trung xét nghiệm và trả kết quả sớm để có phương án tiếp theo. Hiện nay đang có khoảng trống trong việc quản lý dân khẩu ở các khu chung cư, nên lãnh đạo thành phố đề nghị quận Hoàng Mai chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng phối hợp với ban quản lý các khu chung cư nói chung và Times City nói riêng trong việc quản lý cư dân. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin về kết quả giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 do các địa phương gửi về để xác định biến thể của virus SARS-CoV-2. Đưa tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Đà Nẵng có 32 mẫu, trong đó có 30 mẫu thuộc chủng B117 là chủng lần đầu phát hiện ở Anh và 2 mẫu thuộc chủng B16172 là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ. Điện Biên cũng có 4 mẫu đều thuộc chủng ở Ấn Độ. Biến thể B16172 từ Ấn Độ là biến chủng kép do đột biến ngay trên chủng B117 từ Anh. Đây là biến chủng có tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Đến nay đã có ít nhất 40 quốc gia trên thế giới ghi nhận biến chủng từ Ấn Độ. Thưa quý vị, sau một thời gian dài duy trì ở mức thấp, thì từ giữa tháng 4, lãi suất đồng Việt Nam trên thị trường liên ngân hàng đột ngột tăng mạnh. Cụ thể là đầu tháng 4, lãi suất bình quân tiền đồng giao dịch giữa các ngân hàng, các kỳ hạn qua đêm, một tuần, hai tuần, một tháng, chỉ ở mức từ 0,25 đến 1,27% năm, thì đến ngày 28 tháng 4, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 1,2% năm, một tuần tăng 1,46% năm, hai tuần tăng lên 1,33% năm, một tháng tăng tới 1,5% năm. Như vậy, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng cuối tháng 4 đã tăng gấp 2-3 lần so với đầu tháng, và việc lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh khiến nhiều người lo ngại lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Vietnamnet, nguyên nhân khiến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh là do nhu cầu nhận nguồn tăng ở một số ngân hàng thương mại lớn. Mặt khác, do tín dụng tăng mạnh, trong khi mức tăng cung vốn lại thấp hơn, không đáp ứng nhu cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiên định mục tiêu giữ lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Do đó, mặt bằng lãi suất sẽ giữ ổn định ở mức thấp trong quý 2 năm 2021.